Chào mọi người nha. Hôm nay thì muốn giao lưu với mọi người mấy cây bông cây lá nhỏ nè. Bên này mọi người có thể trồng để mà sau này lớn làm bonsai ha. Trong này hình như là bông vàng nè mọi người. Nhớ cái đọt nó gì làm vàng nè. Thì mình thường làm nhiều giống để lộn xộn nên mình không có nhớ nữa. Mà bán mình giao lộn xộn đi mọi người, về có cái bông này bông kia mọi người chơi ha, cho nó dễ. Chứ nhiều khi hỏi mình cái bông vàng được cái mình giao, nhầm này cái bông đỏ thì nó cũng kỳ ha. Đó, nhưng cái này là hình như đỏ hay gì nè. Đó, vậy mọi người chịu khó lựa ra giùm mình ha, mình bán rẻ cho. Này mình bán ngang ngửa là 2.000 đồng bầu thôi nha, quá trời rẻ luôn á, không ai bán giá này đâu mọi người. Người tranh thủ mua nha, mình bán trong vòng khoảng 3 ngày mình đăng thôi nha. Sau đó mọi người hỏi có thể nó không còn đâu ha. Có mấy cây cao nữa nè, đó, rẻ dữ lắm. Nhiều giống ở trong đây ha, để mình nhổ lộn xộn cho mọi người nha. Đó. Chỉ có 2.000 đồng một cây thôi nha mọi người, chưa bao gồm phí vận chuyển nha, tại vì quá rẻ không có bao phí được mọi người. Đây có cái giống gì nữa nè, hết biết luôn rồi. Đây một giống nè, giống này lá trung trung ha, này hình như là hồng phấn hay gì nè. Đó, nhiều loại lắm, chỉ có 2.000 đồng cây thôi mọi người, không thể nào rẻ hơn được nữa. Rồi mình có cái sâm núi nè, bán 2.000 đồng bầu luôn. Lấy cho nó trống cái chỗ này coi nè, cây nè. Đó. Đồng giá 2.000 đồng bầu nha mọi người, chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Mọi người cần cây thì gọi sớm cho mình nha, 0917072138 nha. Bán rẻ như thế này mình phải thu tiền trước nha mọi người, hoặc là chuyển cọc mình mới giao được nha. Vì cái tiền cây nhiều khi nó còn thấp hơn cái tiền phí nữa. Rồi, chào mọi người nha.